xin phép thầy họ thì đã xin phép MC rồi. Ngay sau đây thì theo sự yêu cầu của chú Hùng thì xin được trân trọng kính giới thiệu tiếng hát của anh Cao Cường. Xin được mời tiếng hát của Cao Cường. Thôi thì bây giờ mình cứ lên sân khấu quay động cho sân khấu trở nên văn nghệ chúng ta được sôi động hơn. Xin mời ạ. Chú Mạnh hát tài hát tài. Chúng mày sao nhiều thế, mới cưới mà sao nhiều trẻ con đấy nhỉ? Ê, đợt này xuống mới nhỉ? À, trước mắt xin cảm ơn phó trưởng với ông cái bà và mọi người trong gia đình. Thì để tiếp theo chương trình các gặp hôm nay, Quốc Cường xin trình bày bài hát tức là năm anh em trên một chiếc xe tăng và để một đúng một phong trào để hát kiểu gì đi gì thì xin mọi người ủng hộ và hợp ứng nhắc vào tựa đề năm anh em trên một chiếc xe tăng. Xin mời Oh,
để đưa ra chương trình hát bài Chiều Xuân.